Mới tới đồ rồi, quay tới đồ rồi. Đi phải đi con lách xù, đi phải quay chào bà con anh em. Đây rồi. Xe khách đây rồi. Báo cáo làm buổi. Báo cáo làm gì được. Xin chào bà con nha. Anh em chào anh em ơi, chào anh em nhá. Chào anh em nhá. Chào Yến Mở, chào Nguyễn Duy nhá. Chào anh em. Mày mày quyết trả chuyên trả lời tao đây. Xin. Chào Lani anh Hiếp nhá. Bỏ gãy đi, bỏ gãy đi, không có tiền đâu. Để cái thanh niên đang đi xin tiền. Anh ơi, đừng nghe em bảo anh ơi. Đây cái anh đang đang vật nhá, đang vật nhá. Ra 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 mua bơm đi, ra mua bơm đi. Phải chụp. Anh đi, anh bỏ đi. Mày đi ra bỏ ra ngoài. Không, ra ngoài bỏ em ơi. Em cái đầu buổi ăn đi. Anh em ơi. 19, 19 20. 20 20. Anh em người đang xem. Chào Lực nha. Chào Trang nha. Trang Trang. Đứng đây, các anh đứng đây, các anh đứng đây. Các anh đứng đây, làm gì, các anh đứng đây. Đứng đây cho quay. Không là ai cầm ấy. Anh em ngồi tất đây em nào. Đứng đây thì mình ngồi tổ ái con nhỏ. Đấy, xem nào. Đấy, xem nào. Em tỏ chạy đâu hết rồi. Chạy ấy. Đi bỏ táo. Tú ơi. Mẹ nhắn tin về con nhỉ? Đó là có chú ơi một câu ơi. Đấy, tao khinh kiểm nhá. Đấy. Chào bà con nha. Mình nay mình đi tìm cái thằng xe khách mà hôm nó quỵt tiền mình. Bao nhiêu người xem ạ? Ôi 27 người xem kìa. Đi đi bỏ bán đi. Cho nó bùa gì, cho nó sợ hả? Bỏ tan đi. Cho nó làm gì? Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là cái đâu? Mình có đi cướp người ta đâu mà sao? Đúng. Em đi mẹ. Tu tu quay cái tu. Đó lấy cái vô đây. Mày quay đi. Ôi đi bà. Nick của ai đây? Nick màu. Bị xe. Em mi. À, đéo thằng nào xem, rất lắm người đang xem, 28 người đang xem. Rồi phát. Chào anh em nhá. 28 người đang xem. Đâu, quay, anh em chào 26 người đang xem đây. Được, chào bà con nhá. Đồ đâu, cầm tất ra anh nhá. Làm sao? Bây giờ ý thế nào? À, có xe anh em, có xe. Anh em đứng dịch ra, anh ngồi tất đường nào. Cô Đức chào bà con nhá. Này, cầm ấy. Xe con bỏ qua đi. Xe con đầy tiền. Cái đít. Vinh em về rồi, có lấy 3 ton không? Không có tiền đâu. Đang kiếm tiền đây. Đấy. Ai đứng rồi, đứng rồi. Cẩn thận, Duy Khánh. Đội này ác thế. Ờ, Trang Bình. Bố báo công an. Ít mẹ mày báo đi con đi. Làm sao? Địt các bạn mày làm sao? Con mẹ mày báo công an đấy. Con anh bom này. Hà Linh con nào? 40 người à? Đi đi. Bố báo công an, báo đi, anh em đứng đây. Mày báo đi ông nào? Báo đi. Báo đi. Bố mày xin lại. Vinh ơi. Vinh ơi. 44 người đang theo dõi thì cẩn thận. 40 người á? Thật á? Đỗ Thành Hòa sao? Chạy cái đường này không
Đúng rồi, Lan được. Lan, Lan mai là chiều đôi. Ừ, cô mẹ, bỏ quá. Mai chiều đôi là chiều đôi. Nào. Xe vào đây Trang ơi. Chịu cứng bọn này luôn. Em like và chia sẻ bài video nhá. Bị bắt tao thề luôn, có camera hành trình kia địt mẹ nó cho lên tất. Ngu vãi cứt. Camera hành trình mình thằng lá buồn đấy. Tội chặn xe. Đội đội này có tổ chức anh ơi. Bọn đấy thành ra đường có gì. Nó báo công an đấy. Báo em buổi. Mình ăn cơm ngoài đâu? Té té té. Mình cơm mình xin tiền vào. Mình cầm đồ đi à. Đồ đi. Em dẫn 5 thằng phang luôn không té. Mình cầm đồ về. Đi đi. Không cái gì à? Đi đâu? Đứng đấy. 70 người đang xem á. Mình cứ ở đây mình sợ gì. Đúng. Chào anh em nhá. Chào anh em đi. Đạp cùn đi đâu? Đứng đấy. Nó báo công an đấy. Đi báo công an cái gì? Bọn bảo bảo vệ đường đấy. Ngoài bọn công an à. Tôi hôm nay chúng tôi này nó sẽ ép chưa đô cái gác mẹ điện thoại này. Sợ thế này. Ê, anh đâu rồi? Để ngay kia cả đấy. Để đây, để đây, có để đây để. Đúng rồi, để đây hoặc để trong góc này, quay sang này này. Ai bị con mẹ con xe này? Đây 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 đây, con xe này em đứng tớ này. Cú xuống, xuống ngồi xuống hát vậy cho nó lên về đường này đã. Dưới đây mình ngồi đó. Mẹ công an nó lên rất cần lúc xích thì thôi có một xích được. Mẹ, mẹ chuyển con, mẹ chuẩn bị chờ đút tiền cho con nhá. Hôm nay con xác định con đi rồi. À, đi mẹ mới xe con đi đứng kìa. Chào anh em nhá. Chào 75 người nó xem nhá. À, chuẩn bị súng lên nó tăng lên. Ui, nhiều người xem anh. Bao nhiêu người xem rồi? 80 người. 79 người đang xem. 78 người. Công an à? Đi mẹ là công an đi đằng dưới à? Đồng tế à? Bùi Trường. 1 triệu rồi bạn ơi. Đây rồi, xe ô tô kia rồi. Đây đây, xe này, kiếm 50, xe khách sao à? Nó chơi lỏn để tao xem nào. Nguyễn Thu Hằng, Á Đặng Thu Hằng. Gọn ra. Người xa lạ. Đứng xe kia rồi. Đâu, đâu, đâu. Ui, xe khách, xe khách. Ôi dồi. Đưa tao quay cho. Đã đây. Ôi dồi, đứa con mẹ vãi lồn. Đốt xe này, đúng không? Mọi người về à? Mọi người về à? Đi đi về đây. Đi đi về. Anh phải đuôi.
Anh muốn gì đó? Muốn gì đó? Ồ đồ, 115 người xem. Vay liền. Vay nào. Tao làm được. Mày á? Kiếm được trước xong kiếm được. Đặng Thị Hàng là ai? Không. Mày nào? Mày định đập tao. Anh ơi, đừng trả lời, đừng trả lời kệ nó. À sao con đứng kìa? Sao con đứng ngay từ đời vừa nãy rồi. Ai cái mày đây? Mày đây. Em thằng áng ơi, mẹ con về đi. Ui mẹ quản cái thằng ấy. Cho nó về đi. Thằng đấy đây có 2, 4, 6, 7 người đúng không? 7 đúng rồi, 2 chục quả. Ủa đúng rồi, tăng cây. Tăng cây. Ủa vui về nhà anh. Anh em ăn xả lát. Anh em phan ơi. Không phải, tay đây. Để em cho. Ok, 113 người xem. Chào tất cả anh em nhá. Mình không phan một ai nhá. Được rồi này. Xin chào bà con nhá. Xin chào bà con. Chào tất cả bà con nhá. Fuck you. Ô man sao rồi? Ô man. Ôi nhiều người. Chào 113 người xem nhá. Sao anh có vấn đề gì anh đi xin tiền không nhỉ? Thôi quay 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 cả. Anh nào, anh nghiện. anh ngáo đá rồi. Anh nghiện gì? Anh nghiện gì? Anh ngáo đá rồi. Thôi nhặt con xe này em về nhá. Nhặt xe em về nhá. Nhặt đi. Này. Đúng rồi, đến. Chào tất cả anh em nhá. Bài thuốc ơi. Chặn xe này hả? Tôi xin nó 50 con về đi. Quay. Nhặt đồ đi, Chào tất cả bà con nhá. Đứng lên đây. Vinh đứng giữa luôn. Con đấy quá. Đặt tim nhá. Chúc cho ông lên đường Bình An nhá. Ông lên đường Bình An nhá. Chúc con rồi. Một ca người xem, một ca người xem. Đâu? Ồ anh em cứ diễn đi, anh em cứ diễn thoải mái. Bắt đầu đây, được rồi. Đây. Này con ơi, xe cho xem tiền. Đây, lại cho xem tiền được, xin được nào. Đâu, tiền anh em lại xin được đâu. Anh em bọn tôi kiếm đấy nhá. Đỡ nhá. Đỡ nhặt nhẹ ngay. À. Để có tiền. Lại ông lấy nhá, xin trăm bạc. Thôi, ông, để tôi đi. Này, anh em thằng nào sợ thì về trước ơi, thật. Đúng rồi, không cao ở đây. Thằng sợ về trước ơi. Đường cao tốc lại bố ông bảo ngày xưa thì mẹ ăn bao tiền ạ? Bố nó dẫn xe ạ, bố còn cháu công an ạ. Thế là có tiền rồi, lượng đâu, quay lại tiền cho bà con xem nào. Đây là tiền à? Nhặt được con đến thôi. Đếm rồi. Đếm này, vào tay là 100. 150. 190. 200. Thằng nào gọi công an cô cổ lên đây mà bắt này. Hiện tại đường cao tốc nhá. Hiện tại đang ở đâu anh em, đọc địa chỉ đi. Đường cao tốc ơi. Lỗi địa chỉ. IC8 nhá. Gầm cầu Phú Bảy Phú Linh, anh em gọi công an, gọi ô tô lên cái. Tiếp. Anh em có. Đây xe ngược đây. Thôi được. Nào, làm lộn đi nhau. Đây rồi anh em ơi. Anh em gọi báo công an hộ tôi cái. Vứt đồ xuống em lỏng chỏng luôn. Đúng như này thì phải mỗi buổi tối nào thì phải ít đâu vậy. Đó nha. Này trước bố bảo xin đời luôn. Ờ bố bảo ngày trước đi mẹ mấy chục triệu. Ăn là mấy chục triệu. Đúng rồi, đúng rồi, đứng lại đi. Bọn tệ nạn xã hội. Bao nhiêu? 145 người. Ơ vãi lồn. Anh ơi. À địt mẹ. Đi xe núi. Đáng đẻ đây. Mình ngu quá, anh em mình vứt ở đây xong mình đứng rồi. Mình lấy ấy. Kêu.
đúng rồi, để đây đã. Để đây đã. Một cho nó chín kìa, nhanh mà về không nó báo thật đấy. Kệ nó đi em ơi. Câu like, câu like, câu like cái gì? Đây không phải câu like đâu. Ai ai bảo câu like đấy? Nhật Tinh Ao. Nhật nhẹ kêu ơi. Ra 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 ra. Ra ra ra, chuẩn bị đã. Oh. Anh em bắt đầu ra. Ok anh Duy Khánh ơi. Lao lao lao. Nó là rơi rơi, nó là dân chơi. 206 người đang xem. Vãi lìn mặt đấy. Đồ tàng không? Không, tao chả tàng ai. Ô à. Con xe bị điên rồi. Chào anh em nhá. Xin chào bà con nha. 217 người đang xem. Đùa. Không phải hơn công an anh em. Anh lo hết công an. Chào 209 người đang xem nhá. Anh sẽ lo hết công an luôn. Cái gì kìa? 224 xem à? Đi cơ mẹ thằng nào chửi nữa. À, đâu? Địt mẹ như thằng nào chửi tao? Địt cơ mẹ cái ba Hùng nhá, địt cơ mẹ mày thích lộ đi em đây. Lộ đi em đây. Mày có mẹ mày đây, mày hiểu không? Lộ đi. Tiếp xe to. Đúng rồi. Xuống rồi. Anh ấy biết. Ok, bị bắt luôn. Kiếu, đi mẹ. Chào 252 người đang xem. Ra hỏi nhau kiếu. Hỏi nhau à? Hả? Đúng rồi. Ui, chặn đường ui ở tí lên 2 em xe. Wow. Đi. Còn đang đi bảo thôi cho nó 50. Lại một xe. Chúng mày đứng quay tao. Đỡ. Muốn là chơi đều ấy nhỉ. Anh chia sẻ chúng mày. Anh ấy đứng gồm anh nữa rồi. Đứng ra đứng ra đứng ra. Đứng ra cho xe này qua đi. Bắt đây. Qua đéo gì. Qua đi. Cái xe này con. Dạ, đến 19 ấy. 19 là ai kìa? Mày nói gì đi? Chào anh em nhá. Con địt cơ mẹ thằng nào vào xem mẹ mày livestream mẹ mà chửi bọn bố mày á. Chào anh em nhá. Mày hiểu không? Thằng nào ấy? Ai đấy? Gái à, gái à? Cho bố mày nghĩ hạn mày hiểu không? Con nào? Con địt cơ mẹ mày thích là đường nào anh không còn phím mày hiểu không? Đây bố có 30 anh em ơi. Ô 398 người xem. Đúng anh lên 405 người xem. Mày ô đi cò mẹ mày. Cò mẹ mày xin tên ơi, bố anh em lên đây. Mấy tao? Cái gì đây? Mấy thằng lồn chúng mày chém đi. Địt cò mẹ mày ra Phú Linh đây, bố mày chém mày luôn. Ra đây. Nhà bố mày chẳng có gì ngoài tiền mặt bằng cục đâu. Mày tao bảo tao phá đi. Cò mẹ mày hả? Ok. Đừng gõ vô đi đây. Hả? Chúng mày đi thấy mày em có anh vui không? Điều đéo em muốn làm. Dương lực được xu nào chưa mấy anh và mấy em? Được rồi em ơi. Đây. 3 triệu rồi em ơi. Được hơn 3 củ. Được hơn 3 củ rồi. Trường Phú Thọ. Mây đạn. Đâu mày nói gì đi Vinh? Tao đang coi mày đấy. Con cặc cái gì kìa? Địt cơ mẹ nào chứ chửi nhá. Rồi. Chúng mày lên đây. Mày lên đây, nhặt ra đây. Mày hiểu không? Mày ngồi địt cơ mẹ đéo lên như thế nhở? Ồ địt mẹ mày video là của tao nhưng tao không tang ai á. Tao tang mỗi tao mà dân lắm người xem ấy nhở? 855 người xem. Chạy đấy. Anh em lên xem đây. 800 á? Gần 900 người. Ngáo đá rồi. Ngáo đá ngáo đá. Đây là bao nhiêu rồi? 912 người xem. Đấy mày nói trước đây mày nói. Vãi lùn. 912 người xem hả? Ờ. Chia sẻ đây anh em ơi. Có đầy. Kia kìa. Bọn nó lùi hết rồi. Ôi hơn 1000 người xem. Nó chia sẻ ra cho Quang ạ. Mấy thanh niên đang đâu? Chịu cứng. Mấy thanh niên đang đâu? Đang IC8 nhá. IC8 cao tốc Phú Linh. Báo công an bắt chết vẹ chúng mày lố đây. Anh em ơi. Tao có thôi. Tao thì cho chúng mày bắt hết. Anh sẽ chấp nhận hết. Du lịch. Này, nó chuẩn bị đồ lên, nó phang ra đấy. Nhát. Rồi. Xin đây. À, thằng kia khôn đấy. Nhát ra để tao xin tiền đấy. Ừ, hay, cho tao xin tiền đấy. Đây là anh em đang vui vẻ, đang chơi đùa vui thôi. Thằng nào không xem thì cút hết ra ngoài. Ôi, đi vẹn mình nhá. Cái đi. Ra để tao xin tiền, mới ra.
Ok ok. Ok ok. Ok ok. Ok ok. Anh ơi. Đi nha. Dạ chú nha. Thôi xe con cho đi xin đéo. Của nhà máy tất, ơ địt cơ mẹ thằng kia. Thằng xe con kia hút à? 1739 người xem. Chào bà con nha. Mình là Đức Trần. Anh Đức Trần đây. Anh tên là gì hả anh? Anh Lượng Bích đây. Anh tên là gì anh? Lượng, anh xin gọi hiệu. Anh tên là Lượng. Tiếp. Anh Đức Trần đây nhá. Anh Lượng Bích nha. Anh của anh nhá. Vào tìm anh Linh Vây Đức Trần nhá. Đâu? Thôi rồi xe tải. Ok ok. Ok ok. Ok ok. Mày mày làm đúng rồi. Ui đi con mẹ phát tin. Ơ xe cái lùi ạ. Chúc mừng năm mới đi cơ vậy là ngáo đá. Chúc mừng năm mới nha. Ngáo đá nào có thật. 2018 ơi. Ngáo đá nào có thật. Thằng kia cứ lùi lên lùi xuống à. Đây đây ơi. Đây. Bao nhiêu anh ơi, bao nhiêu ấy. Ôi đi con mẹ, cảm ơn Phương Minh Nguyễn nha. Cái gì nó bảo gì á? 2 rồi đúng không ạ? Địt mẹ bọn nó chửi kinh quá. Cái địt mẹ là nào chửi nó. Chửi mẹ nào chửi lồ đám đây. Địt mẹ bạc phím cái lồn. Tí nữa. Rồi, sớm vào qua. Đây rồi. Đó là xe tôm thôi ạ. Ôi địt mẹ mày cá tươi à? Mẹ tao đứng luôn này. Đi, mẹ tao đứng đây. Đứng đây, đứng nào đi này. Đó làm luôn hai xe này đi. Đây, đi bé luôn xe này đây. Đưa lại ba xe này đi, xem nằm nằm luôn này. Đó thế để tao xin 50. Đó. Ha ha. Ok, địt cò này. Nhuốc vãi lồn. Lượng, xe kia Lượng ơi. Xe kia. Anh ơi. Này, bọn nó chửi, bọn nó đang chửi tất ở đây à. Chúng mày đứng ở màn hình chứ. Bố nó thằng mày này, bố nó thằng chửi đây. Hiểu không? Hả? Xin chào cả nhà. Ok, đúng taxi Hà Nội rồi. Ok. Cái gì vậy, nó nhua con vắt lồn. Anh đứng lại đây. Xem 20 mua thuốc. Quanh cho bọn chính á. Anh ơi, vãi lồn. Đi chạy tao bêu quá. Anh đi coi. Nhìn bạn ơi. Đếm tiền đây. Đếm tiền đây. Ôi mấy trăm mày ạ? Ôi. Anh em xóa đi. Không phải. 200 này. 300 này. 300. 400 rồi. 3000 lần xem rồi. Ê lon nó nhìn lên. 400 bao nhiêu xem bao nhiêu. Mẹ mày bọn nó cứ chửi ấy. Kệ mẹ nó chửi đây. Không bao giờ. Không có lại không? Anh Đức Trần nhá. Bố là ngôi Quang Vinh nha, địt cơ mẹ mày. Vô tình vô lên nhá. Anh Lượng Bích nhá, nhà anh chả có gì ngoài tiền mặt bằng cục cả. Anh Đức Trần nhá. Nhà anh rất nhiều tiền, anh em cứ xóa đây, công an báo thoải mái đi em ơi. Vâng. Địt mẹ mày, thằng bảo trẻ trâu ra Phú Linh mà gặp bọn bố mày mà hoa phang nhau hôm nào. Thế bà, anh Đức Tuân ở Phú Linh đây. Đưa xe lên xe một tí, phải dốc vào. Đéo mày hổ báo, địt mẹ mày, ai xem, đéo xem cút của mẹ ra ngoài đi. Kìa. Ô. Thôi địt mẹ mày, cả đoàn nó xuống nó phang luôn. Tao nghĩ thế. Tao nói thật, địt mẹ mày, tao xem, đéo xem cút mẹ mày ra ngoài đi. Bọn bố mày đưa anh Hùng đâu. Rồi có một xe thì ta báo người đâu, không phải báo người đâu, nó chặn chỗ này bảo là bọn này lên xin tiền này. Thôi xe khách bỏ qua hai con rồi. Xe khách bỏ qua cái gì?
Xin lê, xin lê. Đến mẹ bọn tôi làm nó có ý của bọn tôi thôi. Đây thực ra không phải xin tiền, mà là cay hôm nọ đi Hà Nội đến mẹ cái thằng nó lấy mình 500.000. Đi mẹ gặp xe đi Hà Nội mà đi mẹ chấm chết luôn. Đi mẹ bọn tao lên đây đợi bọn thằng xe khách hôm nọ đi lấy của tao 500.000. Đi mẹ thằng xe. Đi mẹ thằng xe khách Dung Hoa nhá. Nhả 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 nhả. Quả nhả nhá. Cho con đi. Đi nhá. Tào đéo đừng quản. Ok, xe Bảo Yến thôi, vừa vừa chúng mày nó có Bảo Yến rồi thôi. Ok, còn mẹ. Thôi anh kia đừng nghịch hỏng lốp xe rồi. Đi mẹ bọn nó cứ chửi bản lộ điểm ấy. Tao bảo rồi IC8 Phú Linh. Quang quang ra đi, tôi quay. Cửa Lòng Lạng. Ra Đền Hùng nhá, cửa Lòng Lạng mày hiểu không? Mày lên đây. U đi mẹ 5.000 một xe mà. U vãi lộ điểm. Ôi trời ơi. Ông mẹ khá bảnh rồi. Ôi trời ơi. Khá bảnh ơi. Các bạn có đi tại. Mình phải là tỏ thực sự là ngáo đá chứ. Anh em khá bạn ơi. Ngáo đá, đây là tao như ngáo đá ở Phú Linh. Các bạn coi 1 lít rồi đấy. Từ cái tầm 5 lít anh em về có gì ăn rồi. Lũ chó. Đi mẹ mày nói gì đây? Tao nói rồi, chúng mày thích chúng mày lên đất Phú Ninh gặp tao, mày chúng mày thích nổ chúng là gặp tao nổ rồi luôn. Thế cái đít con mẹ chúng mày, tao hỏi mày nha, nó đi xe khách nó lấy tao 500.000 một vé thì đít mẹ mày nó ăn chúng mày tức không? Nó ăn bằng cái gì chúng mày tức không? Sao chúng mày đã bên nghĩa người khác? Đít chúng mày đã xem mày cút con mẹ mày ra ngoài đi. Không sự phán mẹ mày đây. Không bằng sự cút mẹ mày đây. Tao đang bắt thằng ấy mày hiểu không? Đít con mẹ mày đi qua đây bố xếp tao luôn. Đít mẹ mày bọn tao lên bắt cái xe đấy chứ không phải đít mẹ mày xin tiền à. Đít. Chưa quay. Con đít còn mẹ. Bệnh bạc nhất đội Phú Linh. Bao nhiêu à? Gần 4. Kia rồi, hàng kia rồi. À đít mẹ em nó thật với mọi người như thế. Còn ai muốn ai chửi em muốn gặp em thì ra IC8 Phú Linh em bọn em đang ở đây này. Con xe khách này đi bạn bom ăn 500.000 à? Đít mẹ con xe khách đi từ đây xuống Mỹ Đình nó lấy mình 500.000, đít mẹ mọi người thử nghĩ hữu không? Thảo cho xem cút mẹ không mày. Bố mày đây anh hùng. Nhà quê cũng được. Bắn lâu rồi, Facebook một ngày mà. Đấy, Facebook một ngày mà. Em đây anh ơi. Lô. Ok. Em đang ở trên đường cao tốc. Ok. Đi mẹ chúng nó xăm lồn anh ạ. Hôm nọ em đi xuống chỗ anh để lấy đồ. Đi mẹ mấy thằng nó xe khách nó lấy của bọn em 500.000 một thằng. Đi mẹ nó. Ôi anh à. Đi đường chúc anh làm anh phát đạt nhá. Ừ, đít mẹ. Chúc anh làm anh nhá. Ôi giời ơi, được rồi. Ai đủ lôi chưa, đủ lôi chưa? Chưa. Nồi cái nằm mấy anh em này có ngủ. Ngồi anh em cứ làm đi. Anh em, không, anh em ăn uống cho nó. Đúng rồi. Ngồi đã ăn tí ra một tí nữa, chứ thừa một tí ăn không tí nữa, anh hiểu mà thế nào? Đấy, mày từ tao quay mày nói đi. Mày thế nào? Lên đây. Mày hiểu không? Đây nhà. Mẹ chồng mấy con xe con đi. Rồi, nào. Xe con mới có nhiều tiền. Đây rồi. Mẹ mày có một thằng đi theo đi nào. Cho đi. Thôi em mình té đi. Ôi lại có té. Mẹ tung một tay rồi. Té. Ôi giời ơi. Luôn một xe nữa đây xe cuối ạ. Bắt mà con mẹ bố con xe nó đi. Bắt luôn đi. Bắt luôn. Bắt bố con này. Ơi. Mẹ Bốn à. Ờ để anh xin nhờ. Ok anh xui. Ok. Đi. Anh ơi, xem anh cả anh ơi.
bệnh nhất đội Hồ Phú Linh. Ôi, địt mẹ mày đâm cho. Mẹ còn hơn cả địt mẹ thằng Dương Minh Tuyển. Thôi thôi. Đập luôn. Phán hết đường kia rồi, hết đường kia rồi. Ôi địt mẹ 6.000 người đang xem này. Thôi mẹ đừng đi đã. 6.000 người đang xem à? 6.000 người. Gần 7.000 người, 7.000 người. Rồi bọn nó chia sẻ nhiều lắm ấy. Đi của mày bóc lịch thôi. Cường rồi. Bố thay thằng nào cho bố bóc lịch được ấy. Nói thẳng một câu, mày hiểu không? Bố mày đi tù ơi, đéo phải bóc lịch. Nói thẳng một câu, hiểu không? Sao vậy các anh ơi? Nói ngang. Nói ngọc biến. Bảy cao rồi mọi người ơi. Nhập đi. Ok 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 ok. Đúng rồi, địt mẹ chặn luôn này. Này, đi đánh nhau không có công an thì mẹ đi xin tiền công an. Mẹ chơi ở nào vậy? Này, đánh nhau tôi nhẹ luôn. Đâu à? Này, địt mẹ mày xin tiền nào, xin tiền nào, 75. Chào 7.000 người xem. Đá. Ờ. Xin đá đâu ra? Không ra công à, nó này, xây công địt mẹ nó chỉ chơi trắng thôi. Mấy ca xem hả các? 7K, 612 người xem. Vương vui không? Vui ghê ạ. Vui á? À? Thích xong à, tối ngày mình sẽ tiếp được. Thỉnh thoảng thôi. Địt mẹ chúng mày nói lắm quá, địt mẹ chúng mày dạy đời tao, chúng mày dạy đời tao à, bố mày trải qua hết rồi mấy con lợn ạ. Ôi ra ngoài. Thôi toát ra đi. Ở đây là toát đây. À, đừng thôi. Đừng, anh em đừng gọn ra, sao bắt đầu phải nằm. Đỡ đây. Anh em làm tất được, anh làm tất được, làm tất được ạ. Không làm. Đó thẳng một câu. Anh em lên nhá. Đây, đây chúng mày nói đi, đây tao quay đây chúng mày nói đi. Anh em nhá. Anh em nhá. Về. Về đây. Ui. Gần 10.000 xe vậy đấy. Đấy đâu, bao, đấy bao nhiêu anh? 700 chứ. Nhà nước mấy con em về nhá. Ta đi.